Vâng, xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike thương hiệu Twitter đến từ thương hiệu Đức. Thì mẫu model lần này em về là cái mẫu địa hình carbon, full carbon, model Storm 2.0. Thì cái model của dòng Twitter này có hai đời khác nhau, đó model Twitter Storm và Storm 2.0. Model này cao cấp hơn Storm thông thường. Đằng sau của nó là 2.0 các nhá. Bên em mới về dòng địa hình mountain bike carbon thương hiệu đến từ Đức. Twitter Storm 2.0. Bây giờ xin mời chúng ta tổng thể những chiếc xe. Vâng, thì khung mình có đây là cái mẫu địa hình mountain bike Twitter model Storm 2.0. Cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Thì những video trước đây em đã nói thì dòng Twitter Storm cũng là một cái thương hiệu lớn về dòng xe đạp thể thao, rất là phổ biến cho các bác. Khung full carbon. Đằng trên khung, phía sườn đằng trước thì nó có cái logo của model của xe Storm 2.0. Cái phiên bản này nó có hai phiên bản bác nhé, hai phiên bản. Một phiên bản thông thường là Storm 0 và 2.0. Cái phiên bản này cao cấp hơn. Bên trên có màu nhôm xước. Rất chi là nổi bật trên khung xe. Ở chữ Twitter được làm tem 3D, tem 7 màu. Xe đến từ thương hiệu Đức, Twitter, bicycle.com. Dành cho những bác ưa thích cái dòng xe đạp thể thao địa hình cao cấp, thì đây em về một chiếc địa hình đi dây âm sườn, không được đi dây âm sườn rất là cao cấp và tính chuẩn rất là cao. Long đen của Ford là carbon, Đường của Ford chính hãng của Twitter, nguyên bản theo xe. Và đây là một cái mẫu xe địa hình thông thường và dòng xe địa hình đồi núi đổ đèo đúng nhá, đổ đèo. Nhưng mà các bi đông tay ngang của xe rất là dài, dài hơn so với những bi đông thông thường khác. Tay nóng chính hãng của Twitter, làm bằng miếng da được in chìm laser, rất là bắt mắt cho các bác. Cầm rất là êm tay. Xe sử dụng với cấu hình Shimano DLD. Thì như các bác đã giới thiệu trong thời gian vừa qua, thì những dòng xe địa hình tô đinh thì dòng DLD cũng là gần như là trùng cuối rồi. Trên Shimano Antut, Acera, Tuley và Alibio. Sau mỗi dòng SLX thôi, SLX và XT. Xe trang bị với khóa thì sóc trên tay, rất tiện lợi các bác. Khóa sóc trên tay luôn các bác nhé. Thường các bác chỉ thấy những dòng xe cao cấp được trang bị với khóa trên tay này. Đó nguyên bản theo xe. Đằng trước xe sử dụng với phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên đây phải làm trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và cụm phanh sau được sử dụng các cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Xe được trang bị với giảm sóc hơi cao cấp. Đây là chỗ đóng mở sóc cho các bác xì hơi, để cho bộ sóc qua nhún hơn hoặc là bơm căng hơi lên. Điều chỉnh cho các bác ở cái vàng đây, có thể tháo ra điều chỉnh rất là dễ dàng sử dụng. Giảm sóc đen luôn các nhá, giảm sóc đen nguyên bản theo xe chính hãng của Twitter. Nó cùng bộ cũng không màu đen trắng. Mayer của Deadlockpit, Deadlockpit vành chính hãng của Twitter, vành Depto Spec rất là cao cấp, vành chân lông đen, Mayer bạc đạn,
và cái dòng xe địa hình đồi núi đổ đèo, đâm ra là kích thước lốp của nó rất là to, kích thước lốp là kích thước 29 inch, 29 inch x 1.95. Kích thước lốp các bác thông thường sẽ thấy dòng địa hình thông thường là kích thước lốp 27, 26 và 27. Thì đây là mẫu kích thước lớn hơn, kích thước 29 inch, chuyên dòng những dòng xe địa hình đồi núi đổ đèo. Dưới gầm xe cũng còn nguyên cái mã vạch chính hãng của kích cơ carbon Stormer 2.0 nguyên bản theo xe. Học in của kích cơ chính hãng nguyên bản theo xe. Yên chính hãng của xe, yên kích cơ nguyên bản theo xe. Đối với dùng giống của Depto Spec, gạt đĩa của Shimano DOR, củ đề sau là củ đề Shimano DOR. Xe trang bị với 10 tầng lip, Meyer cối nổ, Meyer bạc đạn Depto Spec. Bây giờ chúng ta sẽ đứng của khung xe. Còn cho các đứng của khung xe là size 42. Chiều cao ngang của khung là size 55. Xe các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Xe là trang bị với full và group chính hãng của Shimano DOR. Lên lip em, 10 tầng lip. Chân xuồng mượt mà quá nhé, may mặc ạ. Bên dưới phải em là đối với thủng giống của Ectopic, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, đặt đĩa DOD, lên đĩa. Mountain bike địa hình dòng là carbon Kipper Storm 2.0 bên nhà mà mới về. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Kipper Storm 2.0 full carbon và xe rất tốt bên em là 11.5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trong ngày mai.